vậy hôm nay tập thể lớp 12B niên khóa 1995 1998 trường trung học phổ thông Tiểu Hai tụ họp về đây tổ chức kỷ niệm ngày gặp về xa mái trường thân yêu. Đến khi vừa đủ với buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu về phía nhà trường có sự hiện diện của thầy Nguyễn Đức Tổ, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Tiểu Hai. Mặc dù hiện nay chúng ta đã
chúng ta đây hôm nay nhìn nhau cười nói vui vừa những cái tuổi thơ ngày xưa đây dưới mái trường lớp giáo với ngày nào còn là các cô các cậu học sinh đây hôm nay vừa từ trước cổng trường trung học cơ sở thứ hai sau buổi đầu đại học ngày ấy từ cái tuổi 15-16 chúng em bước vào trường cổng trường của bác là lớp thầy cô mới và mẹ mới kiến thức mới cách học mới nhưng cùng chính lúc đó chúng em được thầy cô dạy công nhìn rất tận tình bảo ban từ các thầy các cô chúng em cũng được tiếp cận và những kiến thức khoa học những kỹ năng sống biết yêu cái đẹp biết đi chi kỷ chính nghĩa biết đánh xa cái xấu biết chia sẻ niềm vui đối với của người khác và kể từ đó từ ngày đến trường tình cảm với trường lớp với thầy cô với bạn bè này thêm thân thiết gắn bó biết bao kỷ niệm về cung quân đến rồi về đi sau từng trường học xin kể ra đây một số kỷ niệm đáng nhớ tôi xin chỉ ba kỷ niệm thứ nhất đó là vào năm học lớp 10 khi đoàn và được học mà quân sự liên lớp 10 y hai tên đầu đó là vào lớp 10 y mặc quân sai áo đá vì điểm thứ hai tôi xin muốn nhắc đến tất cả các bạn đó là năm lớp 12 vào tiết kiểm tra môn toán hơi nhiều lần tiết kiểm tra môn toán của thầy dù hôm đó vì tinh thần bạn bè cao cả cả lớp ta đã bỏ trường học kiểm tra để tiền bạn Vân Ngọc Tiến lên đường sang A phải mời mới lên học nữa trên nhà trường. Kỷ niệm thứ ba có lẽ là kỷ niệm duy nhất trong trường trường hai này chỉ có trường lớp 12 đi lúc đó và với năm 12 thì đoàn tham gia lao động lên tình trạng kỷ niệm tài C12 số tiền bên mình không rất nhiều nhưng là để lại vết sẹo đáng ghi nhớ kính thưa các thầy các cô, thưa các bạn thân mến, hàng năm lớp 12B chúng em đã tổ chức gặp mặt ôn tập kỷ niệm chưa? Thăm hỏi đầu tiên trong cuộc sống có những bạn thường xuyên gặp, có những bạn chỉ gặp sau vài năm, có những bạn 15-20 năm nay mới được gặp, nhưng trong số chúng ta có hai bạn không bao giờ còn được gặp nữa. Hôm nay gặp mặt mỗi bạn về đây đều có tâm tư tình cảm riêng, nhưng tất cả có trung tâm là niềm xúc động và vui mừng khi biết các thầy các cô vẫn khỏe. Nhiều bạn đã thành công lên đường đời và đến hết tất cả đang nhớ về nhau, nhớ những kỷ niệm của thời học đại học. Gặp lại sau 20 năm, mỗi chúng em được như được sống lại kỷ niệm thời ấy, có những kỷ niệm vui
được học, được chơi, được vui chơi, được tuổi học trò. Tuổi mà nhiều người cho là tình thương thủy mang. Và cũng có những kỷ niệm buồn khi không đạt được kết quả như mong muốn. Đúng học, đừng hồ, đánh nhau, chỉ các thầy cô trách mắng. Hay có những bạn đưa văn. Suốt 2 năm qua, cả trong ngày hôm nay, những kỷ niệm ấy vẫn luôn được nhắc lại. Khi đó chính là một thời kỳ nhớ. Lắng đọng ngoài tận sâu trong trái tim của chúng ta là sự tôn trọng tình thầy trò để bây giờ mới nhận ra. Ngày ấy, các thầy cô đã trao cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cảm nhận được. Nhưng giờ đây, mong quý thầy cô hiểu rằng tất cả những gì em đã đang phải chúng ta làm để tạo nên sự thành công của bản thân. Góc xây những quê hương đất nước là những gì chúng em muốn dành tặng và bảo đáp công lao to lớn của thầy cô. Chúng em rất tự hào là học sinh trường trung học phổ thông Việt Hạ Mường Thanh, nhận thấy sự tôn trọng và quý mến của mọi người vì là học sinh trường này. Càng tự hào bao nhiêu, chúng em càng thấy tân trọng những điều mà thầy cô đã dạy bảo. Từ những cô học trò thầy cô biết nhiều nhất, không nghịch được. Nhiều lần làm thầy cô dần, nhưng dưới sự dạy bảo em gặp rất nhiều các bạn này bằng xưa. Để rồi khi lại xa mái tổ thân nhau, chúng em đã có trong mình những kỹ sức mới, những kỹ năng mới, những điều thích và những gì vươn lên. Thưa các thầy, các cô, hôm nay chúng em đã cùng đứng vững, đã cùng thành và cùng bước trên con đường lập nghiệp. Những ngày nào mà chúng bước vào đời còn vừa ngỡ luôn gặp khó khăn, vì các thầy các cô không ở bên cạnh, nhưng những lời dặn căn dặn như ngày của các thầy cô luôn ở bên chúng em, đầu tiên và thúc đẩy cho chúng em vượt qua bước khó khăn, thách thức, biết phải qua những cảm điều đê hèn để có những hành thành công bên đường dù được. Chúng em còn nhớ nhìn thầy lời thầy cô dạy, cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Ngoài kia đầy 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 cả mình, nếu ai không đủ can đảm và tỉnh táo để vượt qua thì sẽ không có được thành công. Vâng, lời dạy đó chính là được đang vào đời của chúng em. Và từ nay, sau 20 năm, có nhiều bạn đã thành công trong sự nghiệp. Các bạn đã ngày đêm có những sức lực trí tuệ cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước và làm dày thêm những bản hoàn thành tích của mái trường trung học phổ thông Mường Thanh 273. Với tấm lòng biết ơn vô hạn, chúng em xin tri ân công ơn các thầy các cô. Chúc các thầy các cô gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn và gia đình gặp nhiều vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa trong công việc. Xin chân thành cảm ơn. Chưa thầy các cô rất là bằng sau 20 năm ra trường thì có nhiều bạn hiện nay là cùng ở xã về được trong quá trình học thì thầy cũng nói là thầy cô cũng không thể hiểu được tất cả các bạn học sinh trong lớp đã và hùng hồ thì là sau 20 năm thì điều đó rồi thì con để phải hơn nữa thì hôm nay trong buổi hôm nay em xin thay mặt cho lớp trưởng giới thiệu lại các thầy cô, một số các bà, các thành viên của lớp và xin giới thiệu để bàn nam thì các bạn đứng dậy để các thầy cô biết và để lưu trình giới thiệu các bạn đầu tiên đi ra ở đâu thì chúng ta biết. Bây giờ thầy giới thiệu theo từ từ an toàn lên trên xuống. Xin giới thiệu bạn Phạm Đức Anh, hiện nay bạn là cô bác tại ngoại thương Na Sút. Bạn thứ hai bạn Trương Văn Anh, hiện nay bạn là người Nghệ An. Bạn Trần Thanh Phúc, các anh đi đứng đâu đâu mà tìm. Bạn Trương Văn hiện nay bạn đang công tác tại Hải Sản Bắc Cực. Bạn Trần Thiện Trung, bạn được lúc kia đầu tiên trong Hải Sản Bắc. Bạn Nguyễn Bá Hải, hiện nay là phó hiệu trưởng trường
hào từ Nghi Sơn. Hiện trường bà Nguyễn Quốc Hải, hiện máy đang giám đốc trung tâm tài xế và đã nếu các bạn và các thầy cô của anh câu hoặc lại thì để có thể nghe phần này nhân cơ lên đi ái cho phần này quý. Tiếp theo là bạn là Thái Đình Thiên, bạn là bạn kia, bạn này thì đấy là giáo viên từ câu các này thanh hóa. Bạn là Nguyễn Quý Nhan, hiện đấy bạn đang từ nghệ thuật và tân sản. Bạn là Võ Thị Kim Hoa, hiện đấy là công ty đi làm công ty điện tờ Việt Theo. Bạn là Thái Quang Thư, hiện đấy là bạn đứng ra cổ đồ người đứng ra mái đi ông. Bạn là Nguyễn Thông Lâm, hiện đấy là bạn có đáng tải tất cả người là nghệ thuật. Bạn là Nguyễn Thị Lâm, bạn là công tác tài công ty hoạt và máy từ chị sáng hoạt máy. Bạn là Tô Vĩ Chí, mời bạn Tô Vĩ Chí đến đây ạ. Oh,
qua đấy là mất. Đó là hai cái việc làm tri ân trong hành trình, hành trình tri ân. Có nước ta hóa quả đi nơi thầy cầu và các bạn là thủ quá. Bác cũng xem những hình ảnh đầy cảm xúc và của các thanh niên là lớp 12 đế trong 20 năm qua. Rất mong những hình ảnh đó sẽ giúp cho chúng ta dừng lại được những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Tuổi học trò là của chúng ta những kỷ niệm và những đầu cơ đề. Mỗi tình đầu của tôi là cơn mưa sang sang ngoài cửa đất, là áo ăn may gắn cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài tham dự, sự trời chơi mang đến lại mang về. Đó là lời bài hát Phượng. Tôi rất là vinh dự và vui mừng được mời dự dự lễ những ngày bên nhau sau 20 năm xa cách của em, và được vinh dự thay mặt nhà trường và đôi lời phát biểu với các thầy nguyên là giáo viên của đã từng công tác và dạy em và phát biểu với em đôi lời. Năm học 2017-2018 trường học tốt nghiệp 2 tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 20 năm này nhập trường. Hè của năm học này tức là ngày hôm nay các em để tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Đây là một sự trùng hợp. Như vậy trường trung học lớp thứ 2 thành lập năm đầu tiên thì năm đầu tiên việc các em ra trường. Cái điều xúc động là sau 20 năm các em vẫn nhớ về nhà trường, nhớ về thầy cô, bạn bè và những hình ảnh mà tôi nhìn thấy và nghe được. Đó là các em đã đang và sẽ nhớ về thầy cô, bạn bè. Các em tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra trường, các em vẫn đến thăm thầy giáo bộ đồng thân tuổi đã cao, bệnh tật hiểm nghèo. Thế nhưng mà các em vẫn lên để thăm thầy. Và một cái nghĩa cử cao đẹp đó là thầy giáo Thảo Nguyên Hoàng. Mặc dù dạy các em có một năm và hiện nay thầy không may đã qua đời, nhưng các em cũng lên để thắp hương tri ân thầy giáo. Đó là nghĩa cử cao đẹp mà chúng tôi những người làm thầy làm cô đã từng dạy em, rất là cảm động và cảm ơn em. Một cái điều cảm động nữa là các em đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại chính nơi trường mà đã dạy các em. 20 năm qua nhà trường rất vui mừng tất cả các em được thầy. Các em đã có nghề yêu của thầy rồi và có nhiều kỳ đã quan trọng cho gia đình, cho xã hội. Và các em hôm nay lại đến đây tổ chức lễ kỷ niệm và tặng quà cho nhà trường. Tôi xin thay mặt nhà trường xin nhận món quà của tập thể lớp 12B khóa 1995-1998 và chúng tôi sẽ sử dụng một cái món quà này được khi chúng tôi sẽ mà mua sắm, tức là chúng tôi sẽ làm với thầy Nam hiện là giáo viên của nhà trường và lớp trường 12B của niên khóa 1995-1998 thì chúng tôi sẽ sử dụng cái món quà của em để làm sao đó cái món quà của em mãi mãi còn lại với nhà trường. Cuối cùng xin kính chúc các thầy giáo cô giáo, kính chúc các em cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, thành công, thành công. Xin cảm ơn. Không lấy văn hoàng với nó. Có lấy chưa? Có lấy chỗ nào?
ngày như bình thường cũng ra nổi chứ, không ra nổi ta thì phải không? Có cái này là có biết rồi đó, tiền thống là đô mời biết cái cõi nguyệt chứ nói chuyện rất là nhiều ngày phải không chào. Thank you.